Đến phần thi cuối cùng của chương trình rồi. Và sau hai phần thi đầu tiên thì cảm giác của Huy như thế nào? Em nóng quá anh ạ. Nóng mệt đúng không? Hơi mệt. Và ở phần thử thách tiếp theo này thì chúng ta sẽ có 5 marker nấm màu xanh được đặt ở phần hình tròn trung tâm của sân bóng rổ. Và trên 5 marker nấm này đều là 5 trái bóng. Và nhiệm vụ của tôi và Huy sẽ là nghe theo lời biên tập phải lấy bóng ở trong marker ứng với con số được đánh ở trên đấy. Ở đây là vị trí của trái bóng số 1, số 2, số 3, số 4. Và đây là vị trí của trái bóng số 0. Một vị trí ở trung tâm, một vị trí rất khó để mà có thể cướp bóng được. 3, 4, ok. Ok, và ngoài ra thì tôi và Huy sẽ có 5 lượt chơi. Và chúng tôi sẽ phải di chuyển để có thể dễ dàng cướp được trái bóng theo hướng tốt nhất của mình đang có. Ok, và bây giờ Huy sẵn sàng chưa? Ok, đã sẵn sàng. Huy đang trông chờ con số nào được sướng lên đầu tiên đây? Em không biết anh ơi. Em nói ra để anh biết à? Chết dở đấy, thế là chết dở đấy. Tôi thì đang trông chờ một con số chẵn bởi vì tôi đang có khá là nhiều cơ hội để... Ba. Ba, chết rồi, chết. Let's go. Let's go. Vừa đi vừa phải khởi động các bạn ạ. Nhìn lên. Rồi bây giờ con số lẻ tốt quá. Biên tập ơi, 30 giây anh ơi. Không. Đây rồi. Ôi, như kiểu thú đi săn mồi các bạn ạ. Chết. Yeah, quyết định rồi. Nếu bao giờ tôi mong biên tập đọc đúng con số mà tôi đang nghĩ ở trong đầu như này. Với tình huống ném bóng trúng người của sân bé rồi thì tự Huy đã là người chiến thắng trong phần thi cuối cùng này. Và đồng thời thì tự Huy cũng là người đã chiến thắng trong bóng rổ TV in Japan số tuần này. Mà Huy này lại một lần nữa được sống với những cảm giác chơi bóng rổ rất là vui vẻ, rất hào hứng hồi cấp 3. Em thấy thế nào? Em thấy rất là vui, rất là phấn khích. Em thật sự rất là phấn khích luôn. Bởi vì ban đầu thì cái năng lượng energy nó vẫn còn chưa được cao lắm. Xong cả ngày qua mỗi game để được trải nghiệm thêm nhiều thứ hay hơn đúng không? Sống lại cái thời xưa và cùng cái năng lượng cao hơn. Chính vì thế mà em cảm thấy rất là vui. Và em nghĩ là sau chương trình này em sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để có cơ hội được đi tập bóng rổ lại một lần nữa. Dạ. Và biết đâu đấy thì trong thời gian sắp tới thì hội bóng rổ không chuyên ở Hà Nội lại có thêm một ngôi sao sáng nữa thì làm sao? Đến với những thử thách của bóng rổ TV in the pain. I'm done. Và vừa rồi là những giây phút cực kỳ sảng khoái cùng với khách mời dancer Ngô Tự Huy của chúng ta. Và ngay sau đây, chuyên mục Fun & Fact sẽ thay lời chào kết của chúng tôi muốn dành tặng cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.